Kính thưa quý vị, tiếp tục câu chuyện hôm nay chúng ta có một bản tin theo hãng Reuters và AFP. Hoa Kỳ nói rằng là sự yểm trợ của tàu cộng đối với Nga đáng báo động. Theo như ngũ giác đài của Hoa Kỳ là Bộ Quốc phòng cho biết, ngày càng thế giới rất quan ngại về vấn đề hợp tác của tàu cộng với lại Mạc Tư Khoa. Nhất là trong vấn đề căng thẳng giữa Mạc Tư Khoa và Ukraine. Và đến giờ này, tòa Bạch Cung của Hoa Kỳ đang bị hố vì họ đưa ra những tin là 16 tháng 2 sẽ có cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine. Đến giờ này rất bình chân như vậy. Nhưng mà họ lại tung ra một tin khác nói rằng Nga bắt đầu rút quân từ từ ra khỏi biên giới vì Nga đã sợ Joe Biden. Sự thực như thế nào thì mọi người đều biết. Putin ngay trong cái cuộc điện đàm với Joe Biden thứ bảy vừa rồi vẫn tuyên bố rằng tôi không có đánh. Còn thực tập quân sự là nghề của tôi. Tôi nuôi hàng trăm nghìn quân, không phải tôi để cho họ ăn gì đi chơi lêu lỏng. Lâu lâu họ phải tập bắn súng, súng mà không bắn nó gì. Cho nên đem ra bắn cho nó vui thôi. Nhưng mà Hoa Kỳ thì cũng vẫn lấy cớ rằng tung ra cái tin sẽ đánh, đánh mạnh và chiếm Ukraine. Cho nên kêu gọi dân Mỹ ở Ukraine về nước. Kêu gọi dân Mỹ mà làm hành ngoại giao về nước. Kêu gọi người Mỹ không được đến thăm Ukraine vì đang chiến tranh. Nó tạo ra hoàn cảnh và bị chính ông Tổng thống của nước Zelensky là của ông Ukraine lên án rằng nước Mỹ đã bành trướng hóa tối đa những sự ăn thêm nói có. Thật ra đất nước chúng tôi vẫn bình an. Không có một quốc gia nào mà người ta thao, người ta phải lúng túng lo lắng để mà rút người về là không làm ăn. Và ông Tổng thống Ba Lan, ông Tổng thống Ukraine đã lên án nước Mỹ là một tay phá bình, tạo ra sự căng thẳng đối với thế giới để quên đi những cái sự yếu đuối của chính phủ Hoa Kỳ đối với quốc tế. Cho nên hôm nay, 16 qua đi rồi, quý vị thấy không có chiến tranh. Cũng như chúng tôi đừng nói rằng Tập Cận Bình sẽ không bao giờ dám đụng đến Đài Loan. Có vậy thôi. Tại sao vậy? Là vì Tập Cận Bình nó vẫn còn yếu. Chứ không phải Tập Cận Bình nó mạnh. Nếu nó mạnh thì nó chiếm lâu rồi. Yếu về cái gì? Kinh tế. Trong cuộc đời này, ông bà mình nói rằng mạnh vì gạo mà bạo vì tiền. Vai mang túi bạc kè kè, nói quấy nói quá chúng nghe rầm rầm. Đài Loan nó đang giàu, không có một quốc gia nào bắt nạt nó được. Mà nếu Tập Cận Bình đụng vào Đài Loan không cần đánh. Bà Tổng thống chỉ ngồi bấm cái nút 1.000 hỏa tiễn bay qua đập Tam Hiệp. Nó phá tan trong vòng 30 phút, 600 triệu dân tàu cộng trôi ra biển khơi. Cái chuyện đó là một cái chuyện không ai có thể cấm được. Bởi vì nếu mà tàu cộng nó đánh, thì nó phải đánh nhanh mà nó phải chiếm lẹ. Thì bà chả cần gì cả, chỉ việc bấm cái nút đi hết. Và tất cả hàng ngàn hỏa tiễn đã có được cái program, cái chương trình của đập Tam Hiệp. Tàu cộng có giỏi ngăn đến 990 hỏa tiễn đi nữa, còn 10 hỏa tiễn nó đụng đập Tam Hiệp vẫn tan tành. Còn vấn đề Nga với Ukraine, nó không bao giờ có chiến tranh. Là vì Nga bây giờ nó đang sung sướng. Tổng thống Putin nó trong tay nó có hàng trăm tỷ, nó có hàng chục bà vợ, nó không muốn để cho một chục bà vợ đó phải quá bụa. Rồi hàng trăm tỷ nó không có người xài. Những người sợ chết trên thế gian này không phải là người giàu, người nghèo, mà chính là người giàu. Quý vị thấy câu chuyện 30 tháng 4 cũng vậy. Có rất nhiều người giàu Việt Nam kẹt ở lại là vì tiếc của. Có lắm người làm lớn cũng tiếc của, rồi tiếc vợ lớn, vợ bé không thể nào bỏ nước ra đi. Cuối cùng chết cả lũ. Thế thì bây giờ, Putin nó đang giàu, đàn em nó đang giàu, giống như là Tập Cận Bình và cái đảng đối lập là Giang Trạch Dân. Nó có một gia đình mà có đến 500 tỷ đô la, thì nó dại gì nó chết. Bây giờ nó đánh Đài Loan chết thì nó cũng không sống được. Đến giây phút đó là ai hưởng của nó. Chúng ta không cần phải lý thuyết ra về kinh tế ra, tiến sĩ này, tiến sĩ nọ. Chúng ta chỉ nói cái chuyện ba bà đi bán lợn xề. Là chúng ta thấy cái cảnh thế giới giờ này không ai dám chiến tranh. Còn nước Mỹ thì lại càng không có chiến tranh là vì cái đảng dân chủ của Mỹ, đảng quân lừa của Mỹ luôn luôn đi theo đường lối là détente. Détente là gì? Là cái chính sách hòa hoãn, địch tiến,
ta lùi, địch dừng, ta đi ngủ. Từ thời Jimmy Carter, quý vị nhớ không? Tôi đã nói nhiều lần, bây giờ tôi nhắc lại. Năm 1979, chính Jimmy Carter là giúp cho nước Iran lật đổ ông King Shah, là một đồng minh 50 năm của Hoa Kỳ. Đưa ông cha già khùng ở bên Pháp, Khomeini, về nhà để mà nó chiếm cái nước Iran, nó gọi là thần quyền. Và từ đó đến giờ, nước Iran dân khổ như con chó. Jimmy Carter nó nhường châu Phi cho Cộng sản, nó nhường Đông Âu cho Cộng sản. Cuối cùng, Cộng sản làm cha thiên hạ. Nó gọi là hồi đó nói rằng Việt Đông Dương mà mất, rồi Thái Lan cũng mất, rồi đến Diên Điện cũng mất. Nhưng mà cuối cùng quý vị thấy Cộng sản đâu có chiến một Thái Lan đâu. Trong khi quân đội Thái Lan thua quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Quân đội Thái Lan là quân đội chỉ có đi tu, chỉ có vào chùa cúng Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, hết. Tất cả thanh niên của nước Thái Lan đến 18 tuổi là sẽ đi vào chùa 2 năm rồi mới trở lại đời sống bình thường. Ngay cả hoàng tử, ngay cả vua của nước Thái cũng thế. Vì nước Thái Lan, Phật giáo là quốc pháp, quốc giáo. Mà rồi rốt cuộc này quý vị thấy Cộng sản, những cái tên gọi là những tên cả chớn, nó nói rằng cái thế domino, cái thuật domino của Cộng sản nó sẽ chiếm hết. Biết rồi là sai. Thái Lan vẫn vững như bàn thạch. Tại vì sao? Dân Thái Lan nó không có nhiều tội như dân Việt Nam. Nó chỉ có một vài cái thằng hải tặc đã đi hãm hiếp đàn bà con gái Việt Nam đi tìm tự do. Ngoài ra dân Thái nó hiền lành. Tiếng nói của người Thái cũng đã hiền lành. Thái Lan là cái đất của hòa bình. Cộng sản thất bại 100%. Trở lại vấn đề của Hoa Kỳ cũng thế. Hoa Kỳ cứ đứng nói cái loa lên là có chiến tranh của Nga để mà thủ lợi. Thủ lợi của Đảng Dân Chủ là cái gì? Nó muốn chiếm cái nước Mỹ này giao cho Cộng sản. Và đến giờ này quý vị thấy càng ngày nó càng là bậy. Có bao giờ ngờ rằng Hillary Clinton mà có đến hàng chục tội ở trong cái phúc trình của ông Durham không? Rồi, chúng ta có bản tin nữa. Đó là bản tin... Theo như cái ông phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng là ông John Kirby, ông ta nói rằng là hiện nay tình thế của thế giới này, Nga và Tàu đang bắt tay và gây nên cái sự nguy hiểm cho thế giới. Lại nó láo khoét. Cái thằng John Kirby này nó chả biết cái gì hết. Nó đi theo đường lối của con lừa. Mấy thằng căn ngố tòa Bạch Cung. Là vì Mạc Tư Khoa của Putin, nó là da trắng. Da trắng không bao giờ nó chơi đi theo da vàng mà nó giết da trắng. Chuyện nó không bao giờ có. Nó đi da trắng để nó giết da vàng thì có. Bằng chứng là cái thời mà Donald Trump làm tổng thống, trừng phạt nước Tàu của Tập Cận Bình, Nga Xô nó đứng ngoài đường nó nhìn vào. Nó không phản đối, nó không ủng hộ là việc nó của Mỹ. Nhưng mà phản đối thì không. Để cho thằng Tàu chết, Tập Cận Bình chết, da trắng nó mới làm anh thiên hạ. Bây giờ chúng ta nói cái chuyện bình dân ở trên thế giới này. Hiện nay cái nước mạnh ở trên thế giới sau nước Mỹ là nước Nga, chứ không phải nước Tàu. Nước Tàu bây giờ còn ít tiền đô la của cái thằng Bill Clinton của ông Obama nó làm cho. Nó giúp cho mấy chục năm mà đem công ty Mỹ qua làm việc để mà lấy tiền. Gọi là tiền hồ. Ngoài ra nước Tàu bây giờ chả có cái gì hết. Tất cả là nước Tàu đánh võ miệng. Đấy, nó phải đi dụ những cái tên lực sĩ trẻ con của bên Mỹ để về mà đánh theo đường lối của Tàu tham dự Olympic. Thế giới chửi. Có đứa ngu si nó theo. Còn những đứa thông minh, con nhà dòng giống nó có theo đâu. Đấy, cho quý vị thấy mấy lực sĩ của Hoa Kỳ, như anh chàng Nathan Chen, anh ta đem về 2-3 huy chương vàng mà anh ta có đi theo thằng Tập Cận Bình không? Anh ta vẫn giơ lá cờ Mỹ phất lên khi anh ta nhận huy chương vàng. Anh ta vẫn xúc động khi mà bản quốc ca của Hoa Kỳ được trổi lên, đồng thời cái lá cờ 50 sao của Mỹ kéo lên để vinh dự một lực sĩ Mỹ mà gốc Tàu nhá, nhận giải huy chương vàng.
Còn cái con bé nó ngu si dú dí, nó mới có 18 tuổi, nó do bố mẹ nó dạy tầm bậy, ăn tiền cán ngỗ, bị người ta chửi. Cho nên cái thằng Jacoby bây giờ nó cũng thế. Nó bảo rằng là tình hình thế giới loạn là do Mỹ, do Mạc Tư Khoa hợp tác với Tổng Cộng. Trong vài tháng qua, các nhà lãnh đạo Tây Phương đã nhiều lần báo động cho Nga có thể sớm ra lệnh tiến hành cuộc xâm lược Ukraine. Giờ này, Tòa Bạch Cung xấu hổ và im miệng, chỉ nói có một câu rằng Putin đã sợ Hoa Kỳ không dám đánh Ukraine và giờ này bắt đầu rút quân ở biên giới. Đây là một cái giọng điệu y như Obama, tạo nên một cái hào quang giả là khi Obama nói rằng sẽ chống vấn đề kỳ thị, yêu người Hồi giáo và sẽ làm cho Hồi giáo vào nước Mỹ như là người anh em. Vì thế cho nên cái bọn Nobel ở Oslo nó tưởng lầm thằng này là một cái tên chủ trương hòa bình thế giới, trao cho Nobel, trong khi làm tổng thống có 6 tháng. Kết quả ra sao? Nó tạo ra cái bọn Hồi giáo quá khích ISIS, Caliphate giết ra trắng. Thế thì bây giờ cái bọn con lừa này cũng vậy. Nó chủ trương đưa ra để nó hại nước Mỹ và nó đi theo hàng Tập Cận Bình vì nó đút tiền. Có bao giờ một tên như là Nancy Pelosi làm dân biểu một năm chỉ có 200 ngàn thôi, mà nó làm đến 30 năm giờ này nó có 131 triệu. Thì tôi hỏi quý vị, đây là trên giấy tờ nhé, chứ còn vấn đề mà của chìm của nổi chưa nói tới. Rồi tên Obama, lúc vào làm tổng thống năm 2009, nó mới có vài trăm ngàn, vì lúc bây giờ nó làm thượng nghị sĩ mới có vài năm, thì một năm như vậy nó cũng 200 ngàn. Thì làm sao mà đến bây giờ là chưa đầy 10 năm? Vì nó làm tổng thống 8 năm, 2009-2016. Bây giờ mới có 5 năm thôi. Mà nó ra khỏi Tòa Bạch Cung giờ này, nó khai nó có 145 triệu. Nguyên ba cái nhà và cái hòn đảo của nó đã trị giá 670 triệu. Thế thì tôi hỏi quý vị, những cái đồng tiền nó ở đâu? Kính thưa quý vị, là một lần nữa tôi xin tạm dừng vài phút. Sau đó chúng ta tiếp tục phần 3. Xin cảm ơn quý vị.